Kinh qua đây không mọi người? Tại vì hôm nay xin lỗi rằng là Vinh phải tập cùng đội tuyển Việt Nam vì 24 này là đội tuyển Việt Nam đá với Đài Loan ở sân Mỹ Đình rồi nên không kịp đến đúng giờ để xem phim, rất tiếc. Nhưng mà xin chúc mừng là bà xã đã có một cái trải nghiệm mới ở một lĩnh vực mới. Và ba xin chúc cho mẹ luôn thành công và chúc cho mẹ sẽ được mọi người ủng hộ trong bộ phim này. Khách mời có mặt ngày hôm nay và hy vọng rằng là mọi người có một buổi tối vui vẻ và cố gắng ủng hộ bộ phim của nhà sản xuất Thủy Tiên.